Bệnh ung thư vú. Em đang nhắn tin cho ai mà chăm chú vậy Mary? Em nhắn tin cho bố, biết em đã tốt nghiệp đại học. Hẳn bố sẽ vui mừng lắm khi biết tin này á. Em vốn là trẻ mồ côi, được bố nhận nuôi từ nhỏ. Tuy ông không phải là người sinh thành ra em, nhưng ông thương yêu và chăm sóc em như ruột thịt trong nhà vậy. Alo, vâng, là cháu Mary đây ạ. À? Lâu lắm rồi cháu mới gặp cô. Cô nói sao? Bố cháu bị đột tử tại nhà riêng hả? Kìa, Mary, em không sao đấy chứ? Bố em đã rời bỏ em mà đi rồi, David ơi. Bố là người thân duy nhất của mình, vậy mà giờ ông đã ra đi mãi mãi rồi. Có chuyện này mình không biết có nên nói cho cậu không? Có chuyện gì thế? Cậu cứ nói đi. David đã không về dự đám tang của bố cậu đúng không? Đúng thế. Anh ấy bảo có việc bận đột xuất. Thực ra trong lúc cậu về quê, David đã hẹn hò với một cô gái khác. Chính tớ bắt gặp hai người hẹn hò thân mật trong quán cà phê ở gần công viên đấy. Hả? Sao? Sao anh ta có thể phản bội tớ vào lúc này được cơ chứ? Thật nực cười. Mình đã nghĩ anh ta sẽ là điểm tựa vững chắc cho mình dựa vào sau khi ba mất đi. Mưa nhiều, bố bỗng nghĩ nếu mưa ngập cả thành phố này, bố sẽ ngồi trên một con thuyền và chèo thẳng đến chỗ con ở. Bố ơi, từ khi bố không còn, con cảm thấy cô đơn quá. Ở một nơi nào đó, hẳn bố vẫn mong chờ tin nhắn của con có phải không? Phải rồi, con vẫn có thể trò chuyện với bố mỗi ngày mà. Bố ạ, con đã nhận được vào làm ở một công ty đồ họa. Lao đầu vào công việc giúp con tạm thời quên đi những nỗi buồn đau trong quá khứ. Mary, em nhắn tin cho ai mà vui thế? Cảm ơn anh, em đang nhắn tin cho người bố quá cố của mình. Vậy ư, lần đầu tiên anh nghe đến chuyện này đấy. Bố ạ, anh chàng John cùng làm ở công ty. Anh ấy cũng giống bố, hài hước và ấm áp. Con cảm nhận được tình cảm mà anh ấy dành cho con. Nhưng nỗi ám ảnh về sự chia ly khiến cho con chưa thể tự tin đón nhận tình cảm của anh ấy. Sau khi đã xem kết quả chụp chiếu cũng như tiến hành các xét nghiệm, tôi rất tiếc phải nói rằng cô đang bị ung thư vú. Bác sĩ nói sao? Ung thư vú? Bố ơi, có lẽ con vẫn quá yếu đuối trước những sóng gió cuộc đời mang tới. Hôm nay, tóc của con đã rụng hết sau những lần trị liệu. Hả? Tin nhắn từ bố sao? Chào con, hẳn con đang rất bất ngờ khi nhận được những dòng tin này. Bác không phải là bố con, nhưng bác đã đọc tất cả tin nhắn con gửi trong suốt thời gian qua. Bác đã mua lại số điện thoại này từ 2 năm trước. Và trong suốt khoảng thời gian qua, bác đã dõi theo quá trình trưởng thành của con. 2 năm trước, bác đã mất đi đứa con độc nhất của mình trong một tai nạn xe hơi. Những tin nhắn của con đến vào lúc bác đang tuyệt vọng nhất, như tiếp thêm sức mạnh cho bác vượt qua để tiếp tục sống. Giờ đây, bác quyết định hồi đáp lại tin nhắn của con, vì bác muốn con biết rằng dù bố con đã mất đi, nhưng ở bên cạnh con vẫn luôn có người quan tâm và yêu thương con. Vậy là mọi chuyện cũng đến hồi kết. Từ giờ có lẽ mình sẽ không còn nhận những tin nhắn chia sẻ từ cô bé nữa. Hả? Cô bé nhắn tin lại cho mình ư? Con vô
cùng biết ơn bác đã lắng nghe tâm tư của con trong 2 năm qua. Con nhất định sẽ vượt qua cuộc phẫu thuật tới, bởi con biết bác luôn dõi theo và yêu thương con. Mạnh mẽ lắm, con gái của ta. Chúc mừng cô Mary. Ngày mai là cô có thể về nhà được rồi. Bố ơi, đúng như lời hứa, con đã vượt qua được cuộc phẫu thuật thành công rồi. Tuyệt lắm con gái của ta. Mary, mọi người đang nóng lòng được gặp lại em đấy. Dạ vâng, chúng ta mau đi thôi anh. Sự tích cây cà phê. Ngày xưa, ở một vùng đất nọ, nơi của những con sông và dòng thác gặp nhau, có một buôn làng nhỏ sinh sống. Họ sống yên bình bên những nương ngô, nương sắn xanh mướt núi rừng. Đêm đêm, bên bếp lửa nhà rông, trẻ con được nghe già làng kể chuyện về những người con dũng cảm của buôn làng đã diệt trừ thú dữ, đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người. Khi mùa xuân đến, những cánh hoa rừng bừng nở khắp nơi nơi, báo hiệu mùa gieo hạt. Một ngày mới, khi trời đất còn mờ hơi sương, từ phía nhà rông già làng đánh còng gọi mọi người tới. Ngày hôm nay, buôn làng ta đón một tin vui. Một đứa trẻ vừa mới được sinh ra, một cậu con trai. Chúc mừng. Xin chúc mừng gia đình. Cháu cảm ơn bà con. Đã là con trai của buôn làng này, thì phải có cái sức mạnh của con hùm, con gấu, cái dẻo dai của con rắn, con trăng, đôi chân chạy xa như con hươu, con nai. Phải thế mới xứng đáng là đứa con của buôn làng. Mời thần sông, thần núi về nhận mặt và che chở cho cậu bé. Chúc bé may mắn. Chúc bé khỏe mạnh. Chúc bé hạnh phúc. Trong vòng tay của người mẹ, cậu bé quẩy đạp rất hăng. Cậu có làn da nâu bóng, cái miệng rộng và đôi mắt sáng như sao. Nó là đứa con của buôn làng này rồi. Chẳng mấy chốc, nó sẽ như cái lời già làng đã nói thôi. Cậu bé lớn lên khỏe mạnh như mọi đứa trẻ ở buôn làng. Nhưng vừa lên 3, cậu đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cả buôn làng cùng nhau chăm sóc cậu. Lớn lên trong tình thương của mọi người, cậu rất yêu quý buôn làng của mình. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng bao lâu, cậu đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh và có giọng hát rất hay. Người ta gọi chàng là con chim sơn ca của núi rừng. Khi cậu cất lên tiếng hát, thì con chim thôi không hót nữa. Đám cá dưới khe cũng ngừng bơi, hươu nai mãi nghe quên cả đi tìm nước uống. Tiếng hát bay về buôn làm mọi người trong buôn quên hết mệt mỏi sau một ngày lên nương vất vả. Một ngày kia, một con chim lạ không biết từ đâu bay tới. Đôi cánh của nó dang rộng che khuất cả bầu trời. Nó bay tới đâu, cây rừng nghiêng ngã tới đó. Trời ơi, chim dữ! Chạy vào nhà rông đi mọi người ơi! Nhà rông cũng bị nó hất đổ rồi, chúng ta biết làm sao đây? Phụ nữ và trẻ con thì lánh vào rừng đã, còn các chàng trai hãy ở lại, chuẩn bị cung tên và giáo mát ngăn chim dữ. Khi chim dữ mắc bẫy, các chàng trai bắn cung và ném lao về phía nó. Trước kẻ thù to lớn và hung dữ, những chàng trai vẫn chiến đấu ngoan cường, nhưng vũ khí của họ không hạ được nó. Mảnh đất này đã bị chim dữ chiếm rồi. Ta sẽ dẫn mọi người đi tìm miền đất mới. Bỏ lại sau lưng mảnh đất đã gắn bó với họ bao đời, buôn làng bước vào hành trình đi tìm miền đất mới đầy hiểm nguy. Già ơi, con có chuyện muốn thưa với già. Ta biết con đang định nói điều gì. Nếu già đã biết rồi, thì hãy để con đi. Ta biết ý chí của con, nhưng kẻ thù của con to lớn hơn con gấp ngàn lần. Dạ, nhưng con... con không cam lòng khi nhìn buôn làng phải bỏ mảnh đất gắn bó bao đời mà đi thế này. Ta nghe người xưa truyền lại rằng, trên đỉnh núi cao nhất và xa nhất kia, nơi đó quanh năm mây trắng bao phủ, có một thứ sắt rất thiêng. Chỉ thứ sắt đó làm gươm thì mới chống lại được kẻ thù. Con sẽ đến đỉnh núi đó. Đường đi tới đó rất nguy hiểm, không phải ai cũng đến được. Thưa già, ý con đã quyết, dù có khó khăn đến mấy, con cũng không ngại. Rồi theo hướng tay già làng chỉ, chàng trai ra đi.
vượt qua những con sông cuồn cuộn, những dòng thác hung dữ. Bàn chân chàng đi miết về phía mặt trời lặn. Rừng già dày đặc, gai nhọn xuyên qua da thịt, dây rừng níu bước chân chàng. Những loài thú dữ tìm tới nhưng tất cả không ngăn được bước chân chàng. Rồi một ngày, chàng trai cũng tới được đỉnh ngọn núi cao nhất. Trước mắt chàng, sắc thiên hiện ra rực rỡ dưới ánh mặt trời. Sắc thiên đây rồi, cuối cùng ta đã có được rồi. Nhờ thần sông, thần núi thương tình che chở, đứa con thân yêu của buôn làng ta đã mang được sắc thiên về. Tất cả hãy đốt đống lửa kia to nữa lên để rèn gươm. Hỡi thần sông, thần núi, cầu mong các ngài hãy trao sức mạnh cho đứa con thân yêu của buôn làng. Ta trao cho con thanh gươm thiên này. Trong tay chàng, thanh gươm bỗng tỏa ánh sáng rực rỡ. Cuộc chiến giữa chàng trai và chim dữ diễn ra hết sức quyết liệt. Bầu trời tối sầm lại, cả một vùng đất rộng lớn tan hoang. Đã 7 ngày 7 đêm vẫn chưa phân thắng bại, hai bên dần kiệt sức. Sang đến ngày thứ 8, khi chim dữ lao đến, chàng trai đã dùng hết sức mình phóng lưỡi gươm về phía nó. Lưỡi gươm xé gió lao trúng ngực chim dữ. Nó cũng là lúc chiếc móng sắc nhọn của chim dữ cùng thân nó đổ ập vào người chàng trai. Máu của chàng trai hòa lẫn máu của con chim dữ chảy xuống đỏ cả dòng sông. Dòng sông sục sôi trào nước lên đỏ khắp cả một vùng rộng lớn. Hỡi buôn làng, đứa con thân yêu của buôn làng ta đã không còn nữa. Nó đã hóa thân vào cây cỏ, sông suối, núi rừng này. Buôn làng ta tự hào vì có người con dũng cảm. Nó sẽ sống mãi trong lòng chúng ta. Từ nơi mà chàng trai ngã xuống, một cây lạ mọc lên. Nó lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã tỏa bóng xung xuê. Hoa của nó nở trắng muốt cùng những chùm quả trĩu cành. Khi ăn vào, mọi người thấy như có một sức mạnh chảy qua. Họ bắt đầu trồng loài cây đó khắp miền đất của mình. Miền đất đó chính là Tây Nguyên ngày nay. Còn cây lạ đó chính là cây cà phê, loài cây có sức sống mãnh liệt, vươn lên trong nắng gió đất đỏ. Đêm đêm, bên bếp lửa nhà rông, những đứa trẻ của buôn làng vẫn được người già kể cho nghe về chàng trai và những người con anh dũng của buôn làng bên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Ba người lính và con quỷ. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, nhà vua ra lệnh quy tập rất nhiều lính vào quân đội. Rất nhiều đàn ông khắp đất nước bị bắt đi lính. Vất vả, hiểm nguy, khổ cực, nhưng họ lại được trả lương quá ít, không đủ để sống. Vì vậy, ba người lính, họ bèn rủ nhau đào ngũ. Các anh hãy trồng cánh đồng lúa bát ngát đi. Nếu chúng ta trốn trong đó thì không ai có thể tìm được chúng ta. Quân đội không được phép sụt vào ruộng lúa. Phải đấy. Ba người lính trốn trong ruộng lúa 2 ngày 2 đêm. Chúng ta sẽ chết ở đây mất thôi. Trời, con gì vậy? Tại sao mấy người lại trốn ở đây? Chúng tôi đào ngũ vì lương ít quá. Giờ thì chúng tôi sẽ chết đói ở đây, hoặc người ta sẽ treo cổ chúng tôi nếu chúng tôi ra khỏi đây. Nếu các anh đồng ý phục vụ ta 7 năm, ta sẽ đưa các anh lên cao, bay qua cả cánh quân lớn mà không một ai chạm được vào các anh. 7 năm ư? Chúng tôi cũng vừa mới được tự do. Xin ngài cho chúng tôi thời gian 7 năm. Sau 7 năm, chúng tôi nhất định sẽ đi theo phục vụ ngài. Được, ta đồng ý. Không những cho các ngươi tự do trong 7 năm, ta còn tặng các ngươi một vũ khí bí mật. Nào, đi thôi. Đây là đâu? Đây là khu cách xa kinh thành hàng ngàn km. Các ngươi sẽ được an toàn. Và phải nhớ lời hứa, sau 7 năm, các ngươi sẽ là kẻ hầu, người hạ của ta. Các ngươi hãy tự đánh vào người bằng cái roi này. Ở trong người các ngươi sẽ tuôn ra số tiền mà các ngươi cần có. Các ngươi sẽ sống sung sướng như ông hoàng, tha hồ lên xe xuống ngựa. Nhưng sau 7 năm, các ngươi sẽ thuộc về ta. Lúc đó, ta sẽ ra cho các anh một câu đố. Nếu giải được, thì các anh sẽ được tự do và thoát khỏi quyền lực của ta. Ba người lính bắt đầu sử dụng cái roi. Họ có nhiều tiền, ở đâu họ cũng sống vui vẻ và xa hoa. Nhưng họ không làm điều gì xấu, mà lại rất hay làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ. 7 năm sau. Vậy là sắp đến hạn rồi.
hai anh đừng sợ, tôi tin chúng ta sẽ giải được câu đố đó mà. Dù chúng ta có thông minh cỡ nào cũng không thể thoát được câu đánh đố của con rồng đó đâu. Các cậu có chuyện gì mà buồn vậy? Ba chàng lính đem hết mối lo ngại trong lòng kể hết cho bà cụ nghe. Nếu các anh muốn ta giúp đỡ thì ta có một cách. Liệu có thật vậy không? Không thử làm sao biết được, cứ để tôi đi xem sao. Đúng là căn nhà này rồi. Người kia, người tới đây để làm gì? Dạ chào bà, tôi là một người lính bình thường. Vì gặp phải chuyện bế tắc, lại có người mách tới đây tìm, nên tôi mạo muội tới đây. Bà chính là vị cứu tinh của chúng tôi đấy ạ. À, người ăn nói cũng lễ phép đấy. Được rồi, lại đây ngồi và kể cho ta xem có chuyện gì. Ta hiểu rồi. Ta thấy các người tuy có nhiều tiền nhưng vẫn biết sống vì người khác. Ta chính là bà của tên rồng đó. Ngươi hãy trốn vào cái hầm kia. Khi rồng về, ta sẽ hỏi nó về câu đố. Còn ngươi, hãy bình tĩnh mà lắng nghe các câu nói của nó. Bà trả lời nghe chưa? Dạ, cảm ơn bà rất nhiều ạ. Trời, thì ra đó là một con quỷ. Cháu chiếm được bao nhiêu linh hồn rồi? Cháu đã bắt được 3 tinh lính. Chắc chắn cháu sẽ chiếm được linh hồn của những người này. Nhưng có thể bọn họ sẽ thoát khỏi tay cháu đây. Chúng thuộc về cháu mà. Cháu sẽ cho chúng một câu đố mà chúng không giải được. Câu đố thế nào? Để cháu nói cho bà nghe. Ở biển Bắc Bao La có một con mèo biển chết. Nó sẽ được mang ráng và cháu sẽ cho chúng ăn một cái xương sườn cá voi sẽ dùng làm thìa và một cái móng ngựa cũ rỗng làm cốc cho chúng uống rượu vang. Anh đã nghe thấy hết chưa? Giờ thì đi ngay đi, không lát nó lại tỉnh dậy. Nó đang say rượu, không biết gì đâu. Vâng, tôi nghe hết rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm. Chào bà. Chà, ba ngươi cũng đúng hẹn quá đấy. Bây giờ đã đến lúc ta đi lấy linh hồn của các ngươi. Nhưng còn câu đố, chúng tôi sẽ giải được câu đố đó của ngài. Và ngài phải giữ lời, thả tự do cho chúng tôi đấy. Được rồi, ta sẽ giữ lời. Hãy nghe câu đố của ta đây. Ta sẽ dẫn các ngươi xuống địa ngục. Ở đấy, các ngươi sẽ được ăn một bữa. Nếu các ngươi đoán được sẽ được ăn thịt gì rán, thì các ngươi sẽ được tự do và được giữ lại cả cái roi nữa. Ở biển Bắc Bao La, có một con mèo biển chết. Chắc chắn nó sẽ được rán cho bọn tôi ăn. Nhưng các anh lấy gì làm thìa? Một cái sườn cá voi sẽ dùng làm thìa. Các ngươi có biết cái gì sẽ dùng làm cốc uống rượu vang không? Một cái móng ngựa cũ. Sao các ngươi biết? Chúng tôi đã trả lời được câu đố của ngài. Từ giờ chúng tôi sẽ được tự do. Tức quá, tức quá. Và thế là nhờ lòng tốt bụng biết yêu thương những người nghèo khổ mà ba người lính đã gặp được người tốt. Nhờ đó họ giải được câu đố của rồng và được tự do. Sự tích bốn mùa. Thần thoại Hy Lạp kể lại thuở mới phân chia lãnh địa của các vị thần. Hades, một trong những người em của thần Zeus, được phân chia cai quản địa ngục. Hỡi thần Zeus tối cao, em phải sống dưới lòng đất thì phải có gì bù đắp lại chút ít chứ. Được, vậy cậu có ước nguyện gì? Nếu có thể, tôi sẽ đáp ứng. Dạ thưa, cũng chẳng có gì lớn lao, em chỉ muốn có một cô vợ để đỡ buồn. Được, ta đồng ý. Chuyện này cũng hợp tình, hợp lý. Dạ, vậy là anh đã thuận tình. Người em muốn kết tóc xe duyên là nữ thần của mùa màng và thực vật nàng Persephone xinh đẹp. Cái gì? Là con gái của thần nông nghiệp Demeter. Cậu cũng thừa biết bà ấy vô cùng yêu con. Persephone còn nguyện làm trinh nữ suốt đời bên mẹ. Vâng, em biết chứ. Nhưng được nghe lời anh hứa tác thành là em yên tâm rồi. Ta nào đã hứa tác thành? Thì anh chẳng đã đồng ý việc em muốn có một người vợ. Và trong mắt em thì chỉ có nàng Persephone. Trước đề nghị của cậu em trai hẩm hiu phải sống dưới địa ngục, thần Zeus vô cùng khó xử.
Xem ra thực giới đã coi như không có người anh em dưới địa ngục lạnh lẽo này. Không thể có chuyện Demeter đồng ý cho cô gái xuống âm phủ đâu. Vậy là anh không giữ lời. Ta tính thế này, cậu hãy tìm cách mà bắt cóc Persephone xuống âm phủ. Anh đã có lời như vậy, chuyện còn lại em sẽ tự biết làm thế nào. Mấy hôm tới, Demeter sẽ đi vắng ít lâu, hãy nhân cơ hội đó. Về phần Persephone, nàng vẫn chăm chỉ với công việc mang tới màu xanh, sự sinh sôi cho cây cối, lá hoa, mà không hay biết kế hoạch của thần địa ngục Hades. Không có mẹ, hoa nở kém tươi hơn thì phải. Như đóa này, lẽ ra phải nở to gấp đôi mới phải. Ông là ai? Cứu tôi với! Thả tôi ra! Cứu tôi với! Nàng không thể thoát khỏi ta đâu. Hãy bằng lòng làm vợ ta, nàng sẽ trở thành nữ hoàng của địa ngục. Không đời nào! Cứu tôi với! Có ai không? Chỉ có ta thôi, hỡi Persephone. Nàng đừng cứng đầu nữa. Mặc Hades tìm mọi cách thuyết phục, Persephone vẫn nhốt mình trong phòng kín, không ăn uống bất kỳ thứ gì. Mẹ ơi, mẹ mau đến cứu con không thể sống ở đây được. Persephone, con ở đâu? Sao lại đến nông nỗi này? Hoa cỏ đã tàn lụi hết, con bé không còn trên trái đất nữa rồi. Dù là cùng trời cuối đất, mẹ nhất định sẽ tìm được con. Vắng Persephone, cây cối ruộng đồng trên mặt đất bắt đầu héo úa. Bất chấp cái nắng thiêu đốt, thần Demeter đã tìm đến thần mặt trời, vị thần duy nhất có thể thấy hết mọi chuyện trên trái đất. Vì nể bà lắm, tôi sẽ nói, nhưng xin bà cũng đừng đả động tới thần giới. Sao? Chuyện này có liên quan đến thần giới ư? Đúng thế, thần địa ngục Hades nhờ có thần giới bật đèn xanh đã bắt cóc Persephone xuống âm phủ làm vợ rồi. Có chuyện tày đình như thế ư? Xin bà hết sức bình tĩnh, kẻo liên lụy đến cả tôi nữa đấy. Thần yên tâm, tôi có cách của mình. Cùng với sự biến mất của Persephone, không hoa cỏ, cây trái nào mọc, Demeter cũng lập tức cho nạn đói hoành hành, lúa không trổ bông, cây không ra trái. Demeter đã công khai đối đầu với ta rồi, cứ thế này loài người sẽ diệt vong mất. Ngươi hãy xuống âm phủ đón Persephone về cho ta, hãy tìm cách thuyết phục Hades. Thần sẽ dốc hết sức. Loài người diệt vong hết vì đói khát thì sẽ xuống hết địa ngục của ta hả? Đúng thế thưa ngài. Địa ngục thế thì hết chỗ chen chân hả? Thôi được rồi, ngươi cứ ra cổng đợi đi, Persephone sẽ ra ngay. Ông không lừa tôi đấy chứ? Không hề. Hãy ăn trái lựu này đi mà lấy sức vượt qua con đường địa ngục của ta. Mấy tháng này nàng đã không ăn gì rồi. Persephone sung sướng ăn trái lựu mà không hay biết ăn thức ăn của địa ngục thì sẽ phải trở lại địa ngục. Nhờ có Persephone mà mặt đất bắt đầu xanh trở lại, Demeter cũng làm phép cho mùa màng không bị thất bát nữa. Ngươi đã ăn trái lựu là thức ăn của âm phủ nên không thể ở mặt đất mãi. Sau 6 tháng ngươi không quay lại địa ngục thì cũng sẽ héo mòn. Trên mặt đất tuyết bắt đầu rơi. Demeter buồn bã nhìn theo bóng con khuất dần. Persephone buộc phải chia thời gian. Khi nàng sống trên mặt đất là mùa xuân và mùa hè, cây trái xanh tốt. Còn thu và đông, khi nàng đi thì thực vật chết, lá cây rụng dần. Loài người bắt đầu có 4 mùa từ đó. Chuyện chàng mồ côi. Ngày xưa có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé, diện mạo lại cục mịch xấu xí, được người làng nuôi cho khôn lớn. Người ta quen gọi chàng là mồ côi. Mồ côi càng lớn càng làm khỏe, không có ruộng vườn, ngày ngày chàng đem sức đổi lấy 2 bữa ăn. Anh mồ côi, anh làm việc từ sáng sớm tới đêm khuya, chắc là anh đói rồi, anh ăn đi. Chàng nghỉ ngơi uống nước đã, kẻo mệt. Thằng mồ côi vừa xấu xí vừa nghèo khổ, thế mà con gái làng mình ai cũng quý mến nó. Đã thế mình tìm cách đuổi nó khỏi làng cho bỏ tức. Vì ghen tức với mồ côi
mà trai làng tìm cách đánh đập chàng. Không còn cách nào khác, mồ côi đành bỏ làng ra đi. Chàng tới một ngôi làng khác xin làm thuê để kiếm sống. Ngươi muốn xin làm thuê sao? Để ta nghĩ xem ngươi có thể làm được gì. Tuy nó hơi xấu xí, nhưng trông khá khỏe mạnh, hẳn là nó có đủ sức hái cho ta cả một rừng trám. Ngươi hãy hái hết 200 cây trám cho ta, ta sẽ trả cho ngươi 500 lạng bạc. Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ. Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay nhờ có thằng mồ côi mà ngày nào mình cũng bán hàng xe bò trám, chúng ta giàu to rồi. Phải, tôi đã nói là nó rất khỏe lại chăm chỉ mà. Nhưng mà nó sắp hái hết 200 cây trám rồi, không lẽ mình phải trả nó 500 lạng bạc tiền công cho nó sao? Làm gì có chuyện đó, tôi đã tính cả rồi. Đây là cây trám cuối cùng rồi. Phải rồi, cây trám thứ 200. Người cứ hái nốt cây trám này, ta sẽ trả cho người 500 lạng bạc như đã nói. Cảm ơn phú ông. Ông ơi, ông mang thang đi đâu đấy? Mau cho tôi xuống với, đừng bỏ đi. Vì cây trám vừa to lại vừa cao nên mồ côi không có cách nào trèo xuống được. Chàng ngồi trên cây bao nhiêu ngày mà không được ăn, khiến bụng đói lạ, cơ thể mệt mỏi, không còn sức sống. Cho tới một hôm, Ông là ai ạ? Ta là thần núi, ta tới đây để giúp con. Con là một chàng trai chăm chỉ, hiền lành nên ta giúp. Ta sẽ cho con thứ này. Ta cho con một chiếc rìu để có thể chặt củi kiếm sống. Còn hai viên thuốc này, một viên uống vào sẽ khỏe mạnh, một viên uống vào sẽ trở nên khôi ngô tuấn tú. Con đa tạ thần núi. Cháu chào bác. Bác có cần người làm thuê không ạ? Ta đốn củi để nuôi 6 cô con gái, lấy đâu ra tiền để thuê cậu làm việc chứ? Vậy để cháu giúp bác đốn củi. Cậu thì làm được gì chứ? Bác cứ thử xem. Trông vậy nhưng cháu rất khỏe đấy ạ. Ừ, vậy cậu giúp tôi đốn củi xem nào. Đây là viên thuốc giúp mình có sức khỏe, mình sẽ uống xem sao. Cậu không những khỏe mạnh mà còn rất nhanh nhẹn. Cậu hãy về nhà tôi, ở cùng với gia đình tôi nhé. Thế là bồ côi được bác tiều phu cho về nhà mình ở. Hàng ngày chàng lên rừng đốn củi cùng bác. Đây là 3 cô con gái của ta. Còn các con, đây là chàng mồ côi đã giúp ta đốn củi. Từ nay cậu ấy sẽ ở cùng với chúng ta. Trời ơi, anh ta xấu xí quá. Sao có thể cho một người xấu xí như vậy ở chung nhà cơ chứ? Chúng con không thích anh ta ăn cơm cùng đâu ạ. Chàng ăn nhiều vào cho có sức. Cảm ơn nàng. Thấy chàng mồ côi chăm chỉ, hiền lành, lại thấy chàng khá thân thiết với cô con gái út, bác tiều phu liền cho họ nên duyên vợ chồng. Em đồng ý lấy người xấu xí như vậy sao? Thật là xấu hổ, rồi cả làng sẽ cười lăn ra khi thấy em có người chồng xấu xí như vậy cho mà xem. Thần núi cho ta viên thuốc này, dặn là uống vào sẽ trở nên khôi ngô, ta sẽ thử xem sao. Vậy là lễ cưới của chàng mồ côi và cô con gái út nhà bác tiều phu, trong sự ngạc nhiên và ghen tị của hai cô chị, nhờ chăm chỉ và có một sức khỏe phi thường, chàng mồ côi nhanh chóng có của ăn của để và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.